là chuyện hệ trọng cả đời người đó. Tôi cũng suy nghĩ kỹ chưa? Bố mẹ, tụi con suy nghĩ kỹ rồi. Em sợ hãi, em mệt mỏi như thế vì vợ anh, mà đến một câu quan tâm anh cũng không hỏi em sao? Tôi tin rằng bố tôi đang rất tự hào về chị cả của tôi, vì chị đã thực hiện được một trong giấc mơ lớn nhất của cuộc đời mình, chính là mở quán trà này đấy ạ.